Vâng, thưa các anh chị, thì cái phần hiểu biết về con người mình ấy, tôi nói về cái module 2 là các trẻ là phải hiểu biết về con người mình. Hiểu biết về con người mình. Thế thì như các anh chị, đúng cái phần chương 1 mà chúng ta chia sẻ với nhau đấy, là hiểu về bản thể của con người. Thì hiểu biết về con người mình thì chúng ta phải hiểu là trong con người mình nó có cái tâm, nó có cái ta, cái này cũng ôn lại thôi. Từ cái này bắt đầu nó tạo hình thành nên cái gì ạ? Cái niềm tin. Đấy. Từ cái niềm tin này thì nó ra được cái suy nghĩ. Từ cái suy nghĩ thì ban đầu nó mới ra được cái hành vi. Và từ hành vi nó mới trả cái kết quả cho cuộc đời. Vậy thì cái bản thể này khi một đứa trẻ nó hiểu được như thế này thì bắt đầu nó mới nhận diện ra là thế nào là nền giáo dục tốt, giáo dục về gia đình. Đấy. Và nó sẽ biết cách tiếp nhận tất cả những cái nền giáo dục bên ngoài và nó hiểu đâu là xấu, đâu là tốt để nó tiếp nhận. Và hiện nay thì phụ huynh đang bị mắc phải cái câu chuyện là thay vì sợ con nhà hàng xóm nó hư hỏng và con mình thì không cho chơi với nó, là vì sợ cái văn hóa của nhóm bạn chơi nó tác động vào cái trong con người mình, trong con mình. Nhưng mà như vậy thì vô tình biến con mình trở thành khép kín với môi trường bên ngoài. Và nếu như chúng ta nhìn thấy bất cứ ở đâu có vấn đề thì con mình không được tiếp xúc. Mà vốn dĩ trong cuộc đời này sự thành công lại là đối mặt và giải quyết vấn đề. Vậy thì ở đây chúng ta dạy cho toàn bộ đứa trẻ nó hiểu đâu là những văn hóa tốt, đâu là những văn hóa chưa tốt. Tôi lấy ví dụ đơn giản thế này thôi, ngay kể cả cha mẹ mình là cha mẹ mình cũng phải hiểu được chuyện này. Ví dụ nếu tôi làm kinh doanh không tốt thì tôi đừng bao giờ tôi đi dạy kinh doanh. Bởi vì vô tình tôi đã mang cái thứ định kiến của tôi sai để đưa vào đầu con những cái sai. Và vô tình là gì ạ? Tôi đang dạy cho con cái sai mà tôi tưởng nó là đúng. Hay là thế này, giả sử như là mình mà cái tôi này mà mình nghĩ là đúng ấy, thì mình đừng áp đặt cho con. Tôi lấy ví dụ, nếu như mà mình trong các mối quan hệ mà mình không tạo ra sự đồng thuận trong các mối quan hệ mà mình cứ dạy con cách ứng xử thì vô tình mình lại bơm vào đầu con những thứ tiêu cực. Tức là nếu như mình ông bà ngoại cũng không thích mình, ông bà nội cũng không thích mình, rồi anh em họ hàng cũng chẳng ai quý mình cả, nhưng mình cứ bơm cho con là cái lối sống là con phải sống như bố thì mới là đúng. Vậy thì vô tình đã biến con mình nó bị ảnh hưởng cái văn hóa của mình. Tuy nhiên nếu chúng ta chia sẻ đến đây thì từ phụ huynh với con cái đều có thể thảo luận xem là cái gì là đúng, cái gì là sai, cái gì thì ta đưa vào và cái gì thì ta để đấy. Thế cho nên là từ cái này chúng ta với cái gì là tiếp nhận, cái gì là tiếp nhận, cái gì là gì ạ, cái gì là bỏ qua đấy, và cái gì đúng thì bỏ qua, và cái gì là chúng ta phải gì ạ, đào thải, tức là nghe nhưng mà tuyệt đối không được ngấm vào đầu. Và cái này cần phải dạy cho trẻ những cái thứ này. Cái gì tốt chúng ta tiếp nhận, nhưng mà muốn biết đâu là tốt hay không thì phải đào tạo cái này rất là kỹ. Cho nên nguyên tắc, nếu mà tôi nuôi dạy con cái mà không tốt thì không bao giờ tôi được mang cái chương trình này đi tôi chia sẻ với các anh chị. Vô tình tôi lại biến cái sai của tôi thành cái sai của anh chị, như vậy là thành nghiệp ác đấy. Nhưng mà nếu như tôi đã làm được cái việc này và nó có thành quả thì ít nhất nó cũng đúng. Thì mang cái này chia sẻ với anh chị thì các anh chị có thể có những thứ anh chị tiếp nhận cho phù hợp với hoàn cảnh của mình, có những thứ thì chấp nhận bỏ qua, và thậm chí có những thứ phải đào thải. Vậy trong tất cả những thứ mà Tuấn chia sẻ, ở đâu đó nó phù hợp với hoàn cảnh nhà mình thì mình chỉ nhận một vài điều là phù hợp. Tôi lấy ví dụ như vậy. Thì như vậy cái này nó gọi là, trong đạo Phật gọi là không chấp pháp và tiếp nhận một cách có chọn lọc. Thì như vậy một đứa trẻ nó phải hiểu, đây là hiểu về bản thể con người mình. Đấy. Như vậy trong con người mình có thân, tâm, tuệ. Tuệ là suy nghĩ. Và nó có cái niềm tin. Và niềm tin được tạo ra bởi cái ta cộng với cái tâm. Và nó ra được cái hành vi. Và toàn bộ cái bài ở chương 1 ý, thì Tuấn rất mong muốn là các phụ huynh cùng với con cái chúng ta cùng xem để chúng ta hiểu. Và tất nhiên nếu mà các anh chị gửi con vào trong cái trường trung học phổ thông của bên Tuấn huấn luyện thì cái này được huấn luyện một mạch trong 3 năm, tức là bọn tôi chia sẻ để các em nó hiểu biết, nhưng đồng thời nữa là đồng hành cùng các em ấy để rèn luyện những cái này hàng ngày thông qua những cái tình huống cuộc sống. Thì đấy là hiểu biết về con người mình. Cái thứ hai, để hiểu biết về con người mình xong
Thì tức là giống như là chúng ta muốn vẽ được cái cuộc đời của các em nó đi thế này, thì bắt buộc ở cái thời điểm hiện tại nó đang ở đâu thì nó phải hiểu mình. Đấy, nó đang ở đâu nó phải hiểu mình, và cuối cùng nó phải đạt được cái ước mơ là nó cái gì ạ? Nó hiểu biết về làm người, vì mục tiêu cuối cùng chúng ta phải tiến hóa để nó lên đến cái đích này cơ mà, để làm người. Vậy thì muốn biết được làm người là gì thì chúng phải hiểu cái đích, thế nào gọi là biết làm người. Thì thưa các anh chị, Tuấn chia sẻ luôn cái mô đun tiếp theo là mô đun thứ 3 là hiểu biết về làm người. Thế nào gọi là làm người tử tế? Thì thưa các anh chị, theo quan điểm của Tuấn, một người tốt có hai khái niệm: người tốt và người tử tế. Người tốt là người mà họ không ăn cắp, không ăn trộm, họ không làm việc phi đạo đức, mà đơn giản họ cứ làm bằng công sức của mình và họ kiếm sống, và họ được sống theo cách của họ, thì đấy là người tốt rồi. Tôi lấy ví dụ như là bác nông dân, bác cũng bỏ mồ hôi, bác ấy trồng lúa, xong rồi bác lấy thóc gạo, bác ấy bán đi, xong bác ấy này gì ạ? Tập trung cho cuộc sống của mình. Bác ấy không phải là người giàu sang, không phải là người vĩ đại, nhưng rõ ràng bác ấy là người tốt, không ăn cắp, không ăn trộm, không làm việc bất đạo đức. Nhưng mà nhiều khi trong cuộc đời này, do cơm áo gạo tiền nó lăn trôi chúng ta đi, mà chúng ta quên đi mất là có những người họ lao động vất vả, họ chỉ không nhiều tiền thôi, nhưng họ vẫn là người tốt cơ mà. Thì họ có cái gì đâu mà đáng chê. Nhưng mà mình vô tình thì dựa trên cái kiến thức của tiền bạc, và đôi khi chúng ta chê những con người nghèo, thì mình cũng chính là người sai. Cho nên đấy là người tốt. Và chúng ta hướng đến là người tử tế. Vậy thế nào là người tử tế? Thì muốn được hiểu được khái niệm của người tử tế, thì người tử tế phải giải quyết được 4 cái điều kiện căn bản. Điều kiện thứ nhất là hiểu biết về quy luật. Tôi lấy ví dụ như là quy luật của con người đi lên, thì bao giờ con người nó cũng đi từ bằng này vòng này. Chúng ta sinh ra và lớn lên bắt buộc chúng ta phải kiếm tiền để sống, thì chúng ta phải vào được vòng vật chất. Đấy là quy luật. Vì vậy một đứa mà nó tầm 20 tuổi nó bàn đến chuyện thu nhập là chuyện gì? Chuyện bình thường. Cứ bắt nó làm những thứ cao quý, không, bây giờ nó phải lo được bản thân nó đã. Đấy, cho nên việc số 1 là phải qua được vòng vật chất. Đây là quy luật để sống. Nếu qua được vòng vật chất thì nó phải vào vòng cảm xúc. Có tí tiền rồi thì nó được quyền đòi hỏi, nó được ăn ngon, nó được mặc đẹp, nó được gì? Sở hữu cái nọ, sở hữu cái kia. Nếu qua được vòng cảm xúc thì mới vào sinh mạng, nếu vào vòng sinh mạng thì vào vòng trí tuệ, mà vào vòng trí tuệ thì mới vào được vòng nghiệp lực, và đến cuối cùng mới nên được cái tâm gì ạ? Tâm không. Đấy, thì Tuấn chia sẻ như vậy chúng ta phải hiểu được quy luật cuộc sống. Bởi vì cực kỳ quan trọng ở chỗ nếu hiểu được quy luật cuộc sống thì họ sẽ gì ạ? Nhìn nhận con người đâu cũng là người tốt, không có ai là xấu cả. Ví dụ như bọn tôi mà làm quản lý con người, thì một đứa trẻ nó mới ra trường nó làm việc thì đương nhiên nó phải cần tiền để nó sống. Vậy đến ngày mà nó lĩnh lương thì nó quan tâm đến lương là đúng rồi. Còn như mình mà mình nhiều tiền rồi thì đến ngày lương có khi mình còn chả quan tâm. Vậy thì nó đúng ở cái thời điểm đứa trẻ nó xuất phát ở thời điểm đó. Vậy thì nếu nó hiểu biết về quy luật làm người thì cái việc thứ hai nó định vị được bản thân, định vị được mình. À vậy thì trên cái quy luật này thì đứa trẻ nó sẽ hiểu là mình đang ở đâu. Đấy. Và nếu định vị được mình thì việc thứ ba là định vị được người đối diện. Vị người đối diện. Cái này là cực kỳ khó. Ví dụ chúng ta khi giao tiếp chúng ta biết là người đối diện họ đang ở cái vòng nào. Thế thì mình sẽ dùng ngôn ngữ ở đấy. Tôi lấy ví dụ cái người đối diện họ đang ở cái vòng nghiệp lực, họ suốt ngày bàn từ thiện. Thế mà mình lại đi bàn với họ là kiếm tiền thì chưa chắc họ đã nghe. Nhưng cái người mà họ đang phải lo từng cơm áo gạo tiền hàng ngày mà lại rủ họ đi làm từ thiện thì họ ông bị điên. Vậy thì chúng ta định vị được người đối diện. Sau khi định vị được người đối diện rồi thì bắt đầu chúng ta mới biết được gì ạ? Cái thứ ba, cái thứ tư, thì từ đây chúng ta mới chọn cách gì ạ? Chọn cách ứng xử. Thế nhưng mà chúng ta không biết hiểu được quy luật này thì chúng ta sẽ sinh ra ứng xử phán gì? Phán xét. Tức là thấy họ thấp hơn mình thì phán xét, thấy họ cao hơn mình, thế là mình không hiểu họ thì mình lại bảo thằng ấy bị điên. Đấy. Thế thì như vậy nó cần 4 cái yếu tố này, thì cái này gọi là
Hiểu biết về làm người, tức là thế nào gọi là người tử tế. Cho nên một đứa trẻ bắt buộc phải học được 4 module. Module thứ nhất là hiểu biết về quy luật. Thứ hai là định vị được bản thân mình họ đang ở đâu. Thứ ba là khi tiếp xúc với một người đối diện phải xác định người đối diện họ đang là ai, họ ở vòng nào. Và cuối cùng mình chọn cách ứng xử. Ví dụ thấp hơn mình thì mình yêu thương, hỗ trợ, chứ không phải phán xét và chê bôi. Cao hơn mình thì mình biết mở lòng ra để học tập. Học tập bằng mình thì tự nhiên mình hiểu là mình có những người bạn cùng chí hướng. Như vậy là đấy chính là người tử tế. Chứ không phải là tử tế là cho tiền cho bạc nhau thì mới là tử tế. Mà tử tế là nó thông qua từng hành vi ứng xử trong đời sống, thông qua cái việc tiếp xúc với từng người mới đánh giá được đâu là người tử tế. Chứ còn không thông qua cái việc mà tôi bỗng nhiên tôi về tôi cho anh 5 đồng mà tôi trở thành người tử tế. Không tử tế được. Cái đó là tử tế ở lúc cho 5 đồng thôi. Chứ còn đúng trong đời sống là sự tử tế nó sẽ nằm trong từng thời khắc một, từng thời khắc một. Cái cách mình ứng xử với nhau nó mới biểu hiện đấy là người tử tế. Thế thì như vậy là mô đun thứ ba là như vậy. Mô đun thứ nhất là để hiểu về bản thân họ thì một là phải tốt nghiệp trung học phổ thông, con mình phải tốt nghiệp cái đó. Muốn nói gì thì nói, thì thông qua cái rèn luyện kỷ luật bản thân thì lên lớp và học một cách nghiêm túc tập trung thì cháu nó sẽ tốt nghiệp trung học phổ thông. Cái vấn đề thứ hai là phải dạy cho nó kiến thức là hiểu bản thân mình. Dạy cho cháu nó kiến thức về gì ạ? Hiểu biết về làm người. Như vậy là 3 mô đun. Xong bây giờ có 3 cái này rồi thì ra ngoài đời ứng xử với đời sống thế nào? Thì cái này nó lại kết nối với cuộc sống. Thì chúng ta lại phải trải qua 3 mô đun nữa là nhận diện và đối xử với người bên cạnh, tài chính trong cuộc sống và các quy luật tự nhiên và xã hội. Thì 3 cái quy luật đấy trong cuộc sống là cái gì? Thì mời các quý vị qua bài tiếp theo.